từng con sóng cuốn theo những hoài mộng, cánh hoa hồng mong manh giữa cuồng phong. Ai đã quên câu hẹn thề ngày xưa, bên nay đã thôi không đò đưa nỗi nhớ thương chìm sâu. Dòng sông rơi chỗ bóng, em tặng anh bông hoa trắng trong như ngọc, nguyện ước cho tình yêu ta đậm sâu, yêu nhau đến bạc mãi đâu ai có ngờ lòng người đổi thay. Dù thời gian đắng cay ngỡ còn đây, làm sao có thể quên đi được mối tình đầu tiên người con gái đã cho trao. Hôm qua mẹ mới vào thăm em. Mẹ có kể về chuyện anh đã giúp cho em, xin giảm nhẹ án. Em xin lỗi anh nhiều lắm, vì tất cả những tội lỗi mà em đã từng làm với anh. Mặc dù bây giờ mình không còn quan hệ huyết thống nữa, nhưng mà trải qua những biến cố, em cũng đã thông suốt. Em vẫn muốn gọi anh là anh hai, được không? Mình sẽ mãi mãi là anh em mà. Anh hai. Ừ. Mẹ cũng có nói về công ty Trang Thiên. Vị trí chủ tịch Trang Thiên, anh mới là người thực sự xứng đáng. Kể cả chuyện của Châu nữa, anh với Châu cứ mạnh dạn tới với nhau đi. Em thật lòng chúc phúc cho hai người. Anh với Châu chỉ là bạn thôi. Chị dâu tương lai của em là Quyên, hiện đang ở bến sậy đó. Là chị Quyên? Ừ. Người mà Vũ đã kể với em đó hả? Châu cũng biết chuyện này. Anh đã từng nói với em rồi, mong muốn thật sự của anh không phải là ở Trang Thiên, mà muốn tạo dựng sự nghiệp, lập nghiệp tại bến sậy. Em hãy cố gắng cải tạo tốt, anh sẽ cố gắng giữ vị Trang Thiên để chờ ngày em trở về. Dạ anh hai. Anh giữ sức khỏe. Ừ. Nếu lúc nãy con không lên tiếng thì ba để cho thằng Bảo ra về và kết thúc mọi chuyện ở đây. Ba, không phải lúc trước ba nói với con là ba luôn luôn muốn có một chàng rể tài giỏi như anh Bảo sao? Để sau này còn gánh vác Hưng Phát phụ con nữa, ba không nhớ sao? Đúng, ba rất ưng ý thằng Bảo về mọi mặt,
qua những gì đã xảy ra, nó không có dùng Trang Thiên để mà lợi dụng tình cảm của con, và càng chứng tỏ rằng nó đã yêu cô Nguyên kia là thật. Ba chỉ lo cho con. Nếu mà con càng cố chấp á, thì cái người mà tổn thương nhiều nhất cũng chính là con. Con nghe lời ba đi. Ba, bây giờ anh Bảo với cô Nguyên kia đang ở xa nhau, mà người ta nói xa mặt thì cách lòng. Con đã có sẵn kế hoạch hết rồi. Con sẽ khiến cho anh Bảo bỏ cô Nguyên kia mà quay về yêu con. Cho nên là ba đừng có lo cho con nữa. Ba chỉ có mình con thôi, nên con muốn gì ba cũng chịu. Dạ, con cảm ơn ba. Mẹ hả? Ủa, sao con... khuya rồi mẹ chưa ngủ nữa? Mẹ chân yến nè, con ăn đi. Mẹ à, con khỏe rồi, mẹ không cần lo con dữ vậy đâu. Con khỏe rồi, nhưng mà con lại phải làm việc vất vả nữa. Lúc trước á, là con ở có một mình, không có ai lo. Bây giờ có mẹ bên cạnh rồi, mẹ sẽ lo cho con từng giấc ngủ, từng bữa ăn, biết chưa? Ăn đi để nguội. Dạ. Mình ăn trước một tiếng đồng hồ, trước khi đi ngủ thì sẽ tốt hơn. Dạ. Mẹ, bé Nhi á, đi học xong rồi đi thực tập, còn con á, đi làm tới khuya mới về. Mẹ ở nhà một mình á, có thấy buồn chán lắm không vậy? Trời. Hay là con thuê một người giúp việc để cho mẹ đỡ cực, với lại có người tâm sự cho mẹ đỡ buồn nha. Thôi, con yên tâm đi, mẹ có buồn gì đâu nè. Mẹ là mẹ muốn tự tay mẹ để mà chăm lo cho tụi con, có gì đâu mà cực. Cái chuyện buồn thì con đừng có lo cho mẹ. Lúc này á, dì Tư Lan cũng đã biết gọi điện thoại rồi, cho nên tối nào á, mẹ với dì Tư cũng gọi điện nói chuyện với nhau hết á. Con đừng có lo nghe không? Dạ. Mẹ à, ráng chờ con một năm nữa nha. Xong việc ở đây á, mẹ con mình sẽ về Bến Sậy. Lúc đó con sẽ làm đám cưới với Quyên. Mẹ đã nói rồi, chỉ cần ở bên cạnh con thôi thì ở đâu mẹ cũng thấy vui hết á. Nhưng mà chỉ tội cho con Quyên, hai đứa con yêu nhau như vậy mà lại ở xa thì tội lắm. Mẹ đã từng trải, cho nên mẹ biết chuyện này. Quyên hứa là sẽ đợi con mà. Con tin vào tình yêu mà tụi con dành cho nhau mẹ à. Mẹ đừng có lo nha. À, để tuần sau á, con về một vài kiến trúc sư sẽ đi xuống Trà Vinh để coi đất, để chuẩn bị xây dự án mới. Con sẽ mở một khu du lịch dưới đó. Lần này á, đi đông người con sợ mẹ không thoải mái, cho nên để tới cuối tháng đi, con sắp xếp công việc xong, ba mẹ con mình sẽ cùng về Bến Sậy luôn. Mẹ, giờ này chắc là anh hai về tới dưới rồi mẹ ha. Chắc là vậy đó con. Thôi để trưa nó với lại đoàn của nó nghỉ ngơi ăn cơm thì gọi điện hỏi coi làm sao. Dạ. Để con ra mở cửa. Em mời chị. Hôm nay em được nghỉ ở nhà, em với mẹ đang nấu ăn. Chị ngồi chơi. Ủa, cảm ơn mẹ. Châu. Dạ con chào bác. Ngồi chơi đi con. Dạ. Chị Châu ngồi chơi, em vô nấu ăn tiếp nha. Còn con nghe anh Bảo nói là bác lên đây ở chung với anh Bảo luôn. Hôm bữa giờ con bận đi công tác, bây giờ con mới có dịp qua thăm bác nè. Con gửi bác chút quà. Trời ơi,
tới chơi với bác là được rồi, còn đeo quà cáp chi nữa vậy con? Nè, con uống miếng nước đi. Dạ, con cảm ơn bác. À, hôm nay á, con nghe anh Bảo nói là anh Bảo đi về Trà Vinh. Bác không đi về chung với anh Bảo à? À, nói đi với mấy người ở trong công ty, bác đi theo thì cũng phiền quá. Với lại cuối tháng này ba mẹ con bác cũng sắp xếp đi về Trà Vinh một chuyến. Chuyện lần trước ở bến sảy, con cũng thiệt ngại quá. Cũng không biết là cô Quyên có làm khó hay nghi ngờ về anh Bảo không bác. Thôi, con cứ yên tâm về chuyện đó đi, không có gì đâu. Thằng Bảo nó cũng nói với bác là nó đã nói với con về chuyện nó với con Quyên yêu nhau. Rồi nó cũng có nói chuyện của con với nó lúc trước. Thiệt lỗi là tất cả ở nó hết, nên bác cũng mong là con tha thứ cho nó. Vậy hả bác? Ừ. Dạ. Con xin phép bác, con nghe điện thoại. Con cứ tự nhiên đi. Alo, tôi nghe nè. Tôi biết rồi. Thiệt ngại quá. Bác ơi, công ty con có chuyện gấp, con phải về giải quyết. Bữa khác con qua thăm bác nha. Con cứ tự nhiên đi, không sao đâu. Rồi mai mốt á, rảnh á, thì ghé qua bác chơi. Dạ. Dạ con xin phép bác con về. Nhi ơi, chị về nha. Dạ, chị về. Con xin phép. Bắt đầu kế hoạch được rồi. Anh Phú, anh Phú, chị Quyên tới rồi đó. Anh diễn đi, diễn tốt vô. Thánh thần thiên địa ơi, tại sao trên đời này có hạ người như vậy? Đúng là khủng khiếp thiệt. Anh Phú, anh bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Đụng tới Quyên của tôi mà bắt tôi bình tĩnh hả? Hiện tại công ty Trang Thiên đang được Hương Phát tài trợ về tài chính, để công ty giật dậy sau vụ khủng hoảng của anh Vũ. Không biết anh Bảo có yêu chị Châu thật sự không, hay là anh ta đang lợi dụng chị ấy để ba chị ấy đầu tư vào công ty Trang Thiên. Chắc chắn là hắn lợi dụng cô Châu. Hắn y chang như là ba của hắn ngày xưa vậy. Ngày xưa ông Thiên ở trên thành phố cũng từng bắt cá hai tay, tham phú phụ bần, đam mê giàu sang, bỏ gì Huệ cưới bà Thanh. Tôi không biết là Quyên của tôi có giống như Huệ thứ hai không nữa. Không nói nhiều, nghĩ cách đi, nghĩ cách giùm tôi đi. Tức chết thiệt. Quyên ơi, không biết Quyên của mình có sao không được. Phú, trời ơi, Quyên ơi là Quyên. Quyên ơi, Phú đang nói gì vậy? Quyên mới tới hả? Tôi mua trái cây tới cho Phú. Mà anh này là ai? Sao anh lại biết về Trang Thiên? Thì ra chị là chị Quyên, tôi là Toàn, thám tử của anh Phú. Anh Phú thuê tôi để theo dõi anh Bảo trên Sài Gòn từ bấy lâu nay. Thiệt hả Phú? Quyên cũng biết mà, ổng là tình địch của Phú, nhưng lại còn lùm xùm chuyện tình cảm của cô Châu. Bởi vậy á, Phú mới cho thám tử điều tra coi ổng có quay lại với người yêu cũ hay không. Có gì báo cho Quyên biết, để Quyên bỏ ổng cưới Phú. Đúng là thiệt, nghi đâu là trúng đó mà. Ổng quay lại với người yêu cũ thiệt. Bởi vậy đó là lý do mà tại sao công ty của ba cổ đầu tư vô Trang Thiên của ổng đó. Chuyện đó không xảy ra được đâu. Rõ ràng là anh Bảo nói với tôi là anh Bảo đã cắt đứt với Châu rồi mà. Khi tôi theo dõi họ, tôi đã lén quay lại các đoạn clip anh Bảo với chị Châu đang tình tứ với nhau. Đây, đây là đoạn clip chị Châu nói về anh Bảo. Bà đừng có lo, hôm trước bọn họ đã nói là bỏ qua cho tôi rồi.
nên chắc chắn là chuyện này sẽ êm xuôi hết thôi. Tụi tôi cũng sắp cưới nhau rồi, anh Bảo sẽ là chồng của tôi phải bảo vệ anh chứ. Ờ, vậy tại sao á, lúc ổng bị điên á, ổng còn đòi kiếm tiền để cưới con Quyên nào đó mà? Anh nói với tôi là lúc đó anh bị điên, anh đâu có biết gì đâu. Tình yêu thật sự của ảnh là tôi. Hôm bữa tôi với ảnh về dưới đó, tôi thấy ảnh với cô Quyên bình thường mà, đâu có gì đâu. Nên chắc là ảnh nói thiệt đó, bà đừng có lo nữa. Ừ, tại vì bây giờ á, có Thách ổng, ổng cũng không dám làm tổn thương bà một lần nữa đâu. Bây giờ nếu như mà ba bà rút vốn, không đầu tư, không hợp tác nữa, thì Trang Thiên sẽ sụp đổ ngay lập tức. Vì vậy cho nên ổng làm sao mà dám bỏ tất cả. Đúng rồi. Tôi đã điều tra, đúng thật sự ba của chị Châu có đầu tư vào công ty Trang Thiên. Đây là đoạn clip thứ hai, cảnh hai người tình tứ với nhau. Trời ơi, sao đương chi vậy? Quyên coi Quyên buồn thì sao? Quyên anh đã cho thám tử ra nước ngoài tìm kiếm chị Tư Lành, là mẹ của Quyên, cũng nhờ công em ra về dưới đó. Muốn dùng chị Tư Lành uy hiếp gia đình của Quyên bán đất xong. Mọi người đều tin là do em làm hết, không liên quan gì tới anh. Vì ông bà Bình bị báo chí phanh phui hại lò bánh, nên anh phải nhờ tới em nhận tội thay. Nếu không anh sẽ phải gặp rắc rối nữa, vì anh từng hại họ trước đây. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh đừng có nói vậy. Tình yêu của em dành cho anh mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi. Vì anh, em có thể làm tất cả mọi chuyện mà. Anh đúng là người đàn ông hạnh phúc khi có em bên cạnh. Anh yêu em. Quyên đừng có buồn mà Quyên. Còn đây là clip nóng của họ, cô coi đi rồi tôi sẽ xóa. Lỡ điều tra ra tôi á, là tôi bị rắc rối á. Ê, thằng này đừng có đưa cho Quyên coi mấy cái này. Trời ơi à. Sao vậy? Mấy cái thứ tệ hại này mà đưa cho Quyên hả? Quyên thấy rõ bộ mặt của hắn chưa? Hắn xấu xa đê tiện vẫn như xưa. Trời ơi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Quyên à, Phú nghĩ Quyên đừng có đau khổ vì con người đó. Vẫn còn Phú luôn bên cạnh Quyên mà. Quyên, hắn đã gọi đất gần đây, hẹn tôi nửa tiếng nữa gặp tôi. Để tôi gọi hắn qua đây nói chuyện. Anh sắp đến chưa? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Quyên, có chuyện gì vậy? Đây là Toàn, thám tử mà Phú thuê để theo dõi anh. Tôi đã coi được mấy clip mà Toàn quay lén anh. Thì ra là anh còn qua lại với Châu. Anh còn nói là sẽ cưới cô ấy, để ba cổ đầu tư vào Trang Thiên. Anh còn nói Châu là nhận thay hết mọi tội lỗi của anh ở bến sậy. Thì ra anh tìm mẹ tôi là có lý do, không như anh nói lúc đầu. Nguyên à, không hề có chuyện đó. Là do Phú vu khống anh. Ông muốn vu khống tôi hả? Có clip hẳn hôi mà, Quyên cũng mới vừa coi xong. Vu khống là vu khống ông chỗ nào? Ông cũng khốn nạn thiệt. Bắt trước ba của ông, bắt cả hai tay, tính lừa Quyên rồi cưới Châu đúng không? Chắc chắn mấy cái clip đó là giả mạo hay là cắt ghép gì đó. Để nhằm vu khống tôi. Cái clip đâu? Đưa đây. Còn chối nữa hả? Đưa clip cho ông coi. Hồi nãy anh giận quá, anh quăng hư cái điện thoại rồi. Chết cha. Tại tôi nóng quá, tôi quăng bể điện thoại rồi. Trùng hợp vậy sao? Hay là cố tình á, tiêu hủy chứng cứ giả mạo? Cháu muốn gì đây? Nè, cháu muốn gì đây? Nè, rõ ràng là có mấy cái clip bậy bạ của ông. Tôi không muốn đưa cho Quyên coi. Còn nữa, chắc
chắn là trong clip là hình ảnh của ông mà. Không lẽ ông có đứa em sinh đôi? Làm gì có chuyện đó. Anh buông Phú ra đi. Buông ra. Buông ra. Đúng là bản chất của anh mà. Anh còn muốn đóng kịch hả? Nguyên à, em tin hắn mà không tin anh. Mình yêu nhau mà em không tin anh, nghĩ anh xấu xa như ngày xưa sao? Tôi không tin anh. Từ giờ về sau tôi không muốn gặp người xấu xa như anh nữa. Nguyên. 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 Ủa, gì vậy? Tên bọn cổ chạy lấy người hả? Nguyên. Ê, đi đâu vậy? Giờ sao muốn còn đứng đó làm gì nữa? Để xe đăng theo Nguyên, Nguyên mới thấy cảm động. Dạ. Đi. Alo, em nghe. Alo, em đang ở đâu vậy? Anh muốn nói chuyện với em. Chị thả cà ní xuống đây chơi nha. Rồi. Nè, lâu quá không gặp mà nhớ tao không vậy? Ừ? Nè, ngoan lắm nha. Lâu ngày không gặp anh mà cà ní nó vẫn nhớ anh. Xin lỗi mày nha. Lúc đầu tôi mua mày á, muốn lợi dụng mày thôi. Nhưng mà mày... mày đã tìm được chủ nhân, yêu thương mày thật rồi. Cà ní nó không có giận anh đâu. Vì một khi đã thương ai rồi thì sẽ luôn tin tưởng và yêu thương người đó mà. Anh gặp em có chuyện gì không? Tuy là anh thật sự rất thất vọng về Quyên, anh cũng không biết là tình yêu này có thể kéo dài được bao lâu nữa đây. Nhưng mà anh không muốn bị mang tiếng xấu, bị người ta đổ lỗi cho anh như vậy. Hay là em theo anh cùng xuống bến sậy để ba mặt một lời với Quyên được không? Ý của anh là muốn em đi hòa giải cho người yêu của mình với tình địch của mình hả? Anh thực sự là hết cách rồi, cho nên mới nhờ đến em. Em cảm thấy không thoải mái thì anh sẽ không ép. Nhưng mà ngày mai em đi công tác rồi, qua tuần sau mới về. Vậy để khi nào mà em về, em sẽ đi với anh nha. Cảm ơn em nha. Em cũng không có muốn cô ấy và người ở bến sậy chửi rủa người mà em yêu. Thôi, cà ní nó cũng mệt rồi, mình về nha. Ừ, để anh đưa em về. Chào chị Quyên. Chị Châu. Vì ngày hôm qua tôi có qua nhà anh Bảo để thăm mẹ ảnh và Nhi, thì họ nói là chị với anh Bảo đang yêu nhau. Tôi có hỏi anh Bảo thì anh Bảo nói là mẹ ảnh và Nhi rất là quý chị và muốn ảnh từ bỏ tôi để cưới chị. Chính vì vậy mà ảnh không có nói chuyện của tụi tôi cho mẹ ảnh và Nhi biết. Vì vậy mà tôi mới lặn lội xuống đây để gặp chị. Tôi và anh Bảo là yêu nhau thật lòng. Chị Quyên giúp tôi khuyên mẹ anh Bảo và Nhi nha. Chấp nhận tôi nha chị. Thì ra là hắn vẫn lừa dối chị. Không có chuyện mẹ của hắn hay Nhi ép hắn cưới tôi.
mà do hắn tự nguyện nói với tôi để lừa dối tình cảm của tôi. Ngày hôm qua tôi cũng vừa mới biết sự thật về hắn, tôi cũng đã chia tay hắn rồi. Không ngờ hắn khốn nạn tới nỗi lừa cả dì Út và Nhi. Chị nói thiệt sao? Tôi nói thiệt. Người như hắn không xứng đáng để chị yêu đâu. Chị suy nghĩ lại đi. Anh bảo không thể nào lừa dối tôi như vậy. Chị đang nói dối tôi mà đúng không? Tôi không nói dối chị. Nếu như mà chị muốn á, tôi với chị sẽ đi gặp hắn để ba mặt một lời. Tôi sẽ về gặp anh Bảo và hỏi ảnh. Có tin gì tôi sẽ báo lại cho chị. Tao thực sự rất là yêu Quynh. Nhưng mà từ trước tới giờ, chắc có lẽ chỉ đơn phương từ tao thôi. Nếu như Nguyên thực sự yêu tao thì sẽ không tin lời tên Phú đó. Anh nghe nè cháu, em kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến, cho nên đã mua vé máy bay, bay về Cần Thơ rồi đi xe qua Trà Vinh gặp con Nguyên luôn rồi. Vậy hả? Bây giờ đang trên đường về lại Sài Gòn. Nguyên nói sao em? Cổ nghĩ là em đang đóng kịch để hỗ trợ cho anh, xong rồi nói em là ngu ngốc rồi đuổi em về. Thì thôi, em đành đi về. Em xin lỗi anh nha, em không giúp được gì cho anh hết. Không sao đâu, cảm ơn em nha. Em đi đường cẩn thận. Ừ, vậy ba anh nha. Mình đã chặn đầu là chị Huệ và Nhi cũng bị anh Bảo lừa gạt. Cho dù hai người đó có đi giải thích với Nguyên thì cổ cũng sẽ không tin đâu. Ờ, mẹ. Nè, mẹ nấu nước sâm cho hai anh em con uống. Con uống đi cho mát. Dạ. Con sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Mẹ, con định mọi chuyện rõ ràng á, rồi mới nói cho mẹ biết. Nhưng bây giờ con nói cho mẹ biết luôn. Chuyện gì hả con? Con với Quyên đã chia tay rồi. Sao vậy? Hai đứa có chuyện gì vậy? Bởi vì Quyên không có niềm tin ở con mẹ. Dạ Quyên, con chào dì Út. Ừ. Dì Út bắt chuyến xe sớm về đây là để nói chuyện của con với anh Bảo sao? Đêm qua nó đã kể hết cho dì nghe rồi, nên sáng nay dì bắt chuyến xe sớm về đây để gặp con. Con hiểu lầm nó rồi. Thằng Sậy nó thực sự đã thay đổi. Dì Út, hắn đang thật sự lừa dối cả dì và Nhi nữa. Hắn đang lợi dụng Châu. Hắn sợ dì la nên chưa nói với dì chuyện của Châu thôi. Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Dì nghĩ cái clip đó là có vấn đề. Là tận mắt con xem mà dì. Là hắn và Châu, làm sao mà giả được hả dì? Con à, vậy con kể cho dì nghe cái clip đó nói gì được không? Dạ được.
chính Châu cũng xuống đây tìm con, để nói cho con nghe chuyện này. Hắn thật sự đang lợi dụng mọi người. Trước đây hắn từng là người như thế nào, con và dì là người hiểu rõ nhất mà. Đúng là Châu có tới thăm dì và Nhi, đúng như lời Châu nói. Nhưng dì nghĩ là Châu với thằng Phú đang định giở trò gì đó. Nguyên à, đúng là trước đây thằng Sảy nó rất là xấu xa, là do những tổn thương lúc nhỏ và do sự dạy dỗ của ba nó. Nhưng sau khi tai nạn xảy ra, nó bị mất trí nhớ, rồi được sống những tháng ngày ở bến Sảy này, thì những tổn thương và hiểu lầm lúc nhỏ của nó được chữa lành. Sự lương thiện đã trở lại với nó rồi. Nó thật sự đã thay đổi. Nó hiếu thảo với dì và thật lòng yêu thương con. Vậy bây giờ thằng Khôi đang ở trong tù, nó thì muốn giữ Trang Thiên và muốn chuộc lỗi với mẹ con thằng Khôi mà thôi. Còn bến Sảy thì nó đã coi như là quê hương thật sự của nó rồi, nên nó mới giúp con mọi chuyện để phát triển bến Sảy này. Dì biết chắc là con đang cho rằng dì quá thương thằng Sảy, nên dì cứ tin tưởng và bênh vực nó, đúng không? Vậy thôi, dì không nói nữa. Chuyện tình cảm là việc của riêng con. Con hãy bình tâm, suy nghĩ thật kỹ về tình yêu của con mà quyết định nha con. Dạ. Anh Phú, chị Quyên kìa. Anh đã nghiên cứu mấy cuốn sách tâm lý. Giờ này á, chắc chắn Quyên đang tổn thương và tức giận thằng Bảo lắm. Với cái khung cảnh lãng mạn vậy, nếu nhìn tỏ tình với Quyên, Quyên nhất định sẽ đồng ý. Đúng rồi đó anh, chị Quyên không thể thoát khỏi âm mưu thâm độc này đâu, đúng không anh? Âm mưu thâm độc là gì? Trong 36 kế, kế này gọi là chân tình kế. Em thấy điên tình kế thì đúng hơn. Có mấy kẻ điên tình mới làm ra mấy cái trò này nè. Mày nói ai khùng điên vậy? Mày mới là thằng khùng điên đó. Dạ dạ. Đứng đó dạ, chờ Quyên tới đi. Dạ. Nè, cố lên nha anh. Ủa, vậy là Bảo Quệ mới về trễ luôn hả con? Dạ, con mới đưa dì Út ra bến xe. Ừ. Ê, có thằng Phú làm gì trên bờ kìa? À đúng rồi, không biết thằng này nó bài trò gì nữa đây. Chắc nó cầu hôn con Nguyên nữa chứ gì. Đợt trước nó đón con Nguyên về, nhưng mà hụt, con Nguyên đi ghe về trước. Dám lắm mà. Không mấy con chịu nó đi Nguyên. Ủa, với lại con nói với dì là con chia tay với thằng Bảo rồi mà. Bây giờ con chịu nó vẫn được. Chưa hết nha, cái chân què của nó là do con gây ra nữa. Mấy bà bên bến Sảy nè, nói á, là con tham lành phụ què đó. Bà nói trước tôi mới nói theo à. Cô Quyên, hay là cô chịu ông Phú đại đi. Cô thương Phú luôn đi. Tôi thấy ông Phú thiệt tình á, hiếm có người nào kiên trì như vậy lắm. Lấy nó đi. Với lại bây giờ nó cũng vô công ty vàng bạc đá quý của mẹ nó làm rồi, nó đâu có chơi game nữa. Coi như cũng có công ăn chuyện làm ổn định đó. Vậy mà nó cũng nghĩ ra được thằng. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu.
thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ. Nhỏ ơi. Quyên à, Phú muốn dùng cả tấm thân nhỏ bé của mình che chở suốt cả cuộc đời cho Quyên thôi. Phú chỉ mong Quyên mãi mãi hạnh phúc bên Phú thôi. Quyên đồng ý làm vợ của Phú nghe. Đúng rồi đó, đồng ý đi chị Quyên. Đồng ý đi Quyên. Đồng ý nha Quyên. Cầm lấy đi con. Nhận quà đi con. Nhận lời đi chị Quyên. Đồng ý đi con Quyên. Đồng ý đi. Đồng ý. Chị Quyên. Nhận lời đi. Nhận đi con. Cho tôi xin lỗi Phú nha. Tôi chỉ coi Phú là bạn tốt của tôi thôi. Quyên, sao Quyên lại vô tình với Phú như vậy? Đúng rồi đó chị Quyên. Anh Phú vì chị mà bỏ chơi game, khiến biết bao nhiêu đồng đội tuyệt vọng. Chị thiếu nợ, anh Phú cũng trả nợ giùm chị. Rồi lúc chị bắt người, anh Phú cũng đã vì chị. Bị người ta đánh tàn tật như vậy nè. Đúng là một chuyện tình cảm động, lấy bao nhiêu nước mắt của mọi người mà. Tại sao vậy chị Quyên? Trái tim chị lạnh lùng băng giá như vậy. Đừng có nói gì nữa. Không còn câu để cho em nói. Đúng là bi ai mà. Trời ơi mày nín đi. Dạ dạ em nín. Nói không nghe mà cứ nói hoài. Dạ dạ. Quyên, tất cả là do Phú cam tâm tình nguyện vì Quyên. Cho dù Quyên có vô tình với Phú, nhưng mà Phú nguyện, Phú chung tình yêu Quyên suốt cuộc đời này. Phú yêu Quyên. Quyên, con là cô giáo á, con phải suy nghĩ cho tận tường, biết trước biết sau chứ. Chịu nó đi, thấy nó tội nghiệp quá à. Con làm vậy con mới dạy được học trò chứ. Chịu anh Phú đi chị Quyên. Hay là suy nghĩ thêm đi cô. Quyên, làm vợ Phú nghe. Tôi xin lỗi. Cái ông Phú xạo ke kìa. Ê, cái thằng xạo ke. Ê, mày xạo ke hả mày? Mày xạo ke đúng không? Gì vậy? Tao nói cho mày biết là tao là xạo nhất rồi đó. Mày còn xạo hơn tao nữa đúng không? Chứ từ sáng, tình yêu con dành cho Quyên á là tấm chân tình, đâu phải tình hờ như chú dành cho dì Huệ đâu. Vậy sao? Ý tao muốn nói là cái chuyện nợ nần của con Quyên á là do mày sắp xếp hết trơn á. Trời á con. Trời. Mọi người biết không, nó kêu ông Hai Tăng á siết nợ con Quyên để nó có điều kiện nó cho con Quyên mượn tiền để nó lấy lòng con Quyên. Quá trời ơi, ông Hai Tăng không kể chuyện này cho bà Huệ á, tao nghe rành mạch hết. Nhưng bà Huệ vì thương thằng Phú cho nên biểu tôi giấu kín chuyện này á chứ. Giờ kể đi. Chú nói cái gì vậy? Chưa hết đâu. Cái thằng cha khó ưa này á còn nói xạo làng chả bị gãy giò nữa nè. Có mấy bụng bụng mà bà đặt đi bác sĩ da liễu đó, tao biểu gì sức thuốc là hết à. Thì con phải kỹ chứ, lỡ đâu hư Quyên cái mặt đẹp của con rồi sao. Trời, lo gì. Chết chết. Em là bạn của Nhi, nhờ anh kiểm tra lại bệnh án của anh Dương Hải Phú đúng không? Chết, dạ đúng rồi bác sĩ. Em tính nhờ bác sĩ kiểm tra xem là chân của ảnh có sai sót gì không ạ. Tại em cũng là người học võ, em thấy thế đánh đó của chú ba không thể nào gây ra thương tích nghiêm trọng tàn phế như vậy được. Đâu có, anh đã kiểm tra lại bệnh án của anh Phú rồi. Chân của anh Phú hiện tại chỉ bị gãy xương mắt thôi. Anh nhớ trường hợp này á, vì chính anh cũng là người kiểm tra và chụp X-quang cho anh Phú, làm gì có chuyện tàn phế. 8 tuần nữa là anh có thể đi lại bình thường được rồi. Dạ, vậy chắc là em nghe nhầm. Dạ, làm việc bác sĩ quá, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ, chào bác sĩ, em về. Chào em. Thì ra ông Phú nào cũng nói dốc đó cha. Hẹn gì, bữa giờ con thấy thằng Tài em bà con của ổng cứ đi nói lung tung với là chị Quyên mê ông Bảo đại gia, chê ông Phú què á cha. Mình phải trả thù đi cha. Được rồi, để cha điện thoại cho con Duyên. Nó cũng làm trong này, thế nào nó cũng quen thằng cha bác sĩ hồi nãy. Mình xin cái bệnh án của thằng Phú. Đây, hồ sơ bệnh án của ông đây, mọi người vô coi đi. Ơi, đứng đó làm gì nữa, lấy lại cho tao. Mày bớt giỡn đi, mày tính phi gian chứng cứ hả? Nè, bệnh án mấy người đọc đi. Đâu đâu, mở ra coi. Giang hồ trả thù cái vụ Hoa Khôi xã 4 năm chưa. Trời ơi, cái bà chàng này, bà giỡn mặt với tôi hả? Quá trời quá đất luôn. Trời ơi, thì ra là vậy. Thấy ghê quá. Vậy hả? Quyên ơi, không ngờ nó luôn. Mọi chuyện á không có như Quyên nghĩ đâu. Tại vì á Phú yêu Quyên quá nên Phú mới vậy thôi. Quyên đừng hiểu lầm Phú nghe Quyên. Đúng rồi đó chị Quyên. Mà con Quyên cũng ngộ nữa.
Sao con không chịu vạch mặt nó cho bà con hàng xóm biết bộ mặt của nó? Trời ơi, làm hổm rài tôi đi nói xấu con Quyên quá trời quá đất luôn. À không không không, vì chỉ nói quá lên thôi. Cái thằng này coi không được. Quyên ơi, Phú yêu Quyên thiệt lòng mà Quyên. Đúng rồi đó chị Quyên, chị Quyên đồng ý lấy anh Phú đi. Cả dòng cả họ em khổ vì ảnh lắm rồi đó chị Quyên. Mày bệnh tao hay mày sử dụng tao vậy? Tôi biết chuyện này, nhưng mà dù chân Phú bị như thế nào á, có bị nặng hay nhẹ thì Phú cũng vì tôi mới bị thương như vậy. Tôi tính là sẽ chăm sóc Phú, đến khi nào chân Phú lành hẳn thì tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với Phú. Tôi rất cảm ơn tấm chân tình của Phú dành cho tôi. Tôi rất cảm động vì điều đó. Nhưng mà tôi với Phú chỉ là bạn tốt của nhau thôi. Quyên, tôi mong là Phú sẽ sớm tìm được tình yêu của mình. Vậy nha Phú. Quyên Quyên ơi, quay càng vô. Cô chỉ cần tình yêu của Quyên thôi mà Quyên. Chị Quyên đó, chỉ cần Quyên không bỏ Quyên thôi, chứ Phú không bao giờ bỏ cô đâu Quyên. Đúng rồi đúng rồi, chị tỉnh lên đi. Hình ảnh sắc nét lắm đó. Kỳ này mà đăng lên đó là triệu view luôn. Quay tiếp. Bà chặn lửa này. Cô nói cái gì? Dừng điện thoại cho tao. Chạy luôn đi. Tao dừng điện thoại lại cho tao. Chạy đi con. Cái chuyện mày giả mà sao mày không chạy theo? Trước đây thằng Sảy nó rất xấu xa là do những tổn thương lúc nhỏ và do cách dạy dỗ của ba nó mà ra. Nhưng sau khi tai nạn, nó bị mất trí. Nó được sống những ngày tháng ở bến Sảy này, rồi trải qua nhiều chuyện thì những tổn thương hiểu lầm lúc nhỏ của nó cũng được chữa lành. Sự lương thiện cũng trở lại với nó. Nó thật sự đã thay đổi rồi con à. Nó hiếu thảo với dì và thật lòng yêu thương con. Bởi vì thằng Khôi nó đang ở trong tù, cho nên nó mới muốn cố gắng giữ Trang Thiên để mà chuộc lỗi với mẹ con thằng Khôi mà thôi. Còn bến Sậy thì nó đã xem nơi đây là quê hương thật sự của nó rồi, cho nên nó mới giúp con làm nhiều việc để phát triển bến Sậy này. Cái này mà của mẹ Sài Gòn, bánh tráng bến Sậy ngon lắm luôn á mọi người. Mọi người gọi điện thoại nha, 0907 nha, 689345 nha. Mọi người gọi, bánh tráng ngon lắm luôn á. Em Mẫn thử mình là ông hút sậy bán đi. Ông hút sậy? Ừ, tại bữa Sậy cô Tư Di thấy mấy người đó nói là người ta có làm ống hút bằng gạo để bảo vệ môi trường á. Sao mình không làm ống hút sậy bán? Mình có quá trời đồng sậy lớn bự vậy luôn nè. Bữa cái anh phóng viên cũng nói là thích uống nhiều bảo ống hút sậy bảo vệ môi trường nữa. Con sẽ không thu mua bến Sậy để xây resort nữa, mà con sẽ phát triển bến Sậy theo một khía cạnh khác. Con muốn tất cả mọi người ở đây sẽ có việc làm ổn định. Tình cảm của Na và Sậy là trẻ con, còn Bảo thì thực sự yêu Quyên. Tôi thực sự nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Quyên. Hồi lúc ở bệnh viện bến Sậy, lúc đó tôi đã lượm giúp Quyên chạy thuốc. Tôi đã nhận ra chính cả Na là Quyên. Bởi vì tình cảm lúc đó nó mơ hồ lắm, cho nên tôi đã không dám giữ. Tôi đã nghe lời ba mình. Khi tôi bị điên, chính Quyên, mẹ và Nhi đã chăm sóc cho tôi. Mà tình cảm mơ hồ đó nó cứ đeo đuổi tôi hoài, cho nên
tôi có tình cảm đặc biệt với Quyên. Cứ theo lòng phiền Quyên như vậy đó, đến lúc tôi tỉnh như ngày hôm nay, tôi thực sự nhận ra mình rất là yêu Quyên. Đây là những bông sậy đầu mùa nãy giờ tôi hái được đó. Quyên từng hứa với tôi là sẽ trả lời câu hỏi của tôi khi mùa sậy trổ bông mà. Mày cầm lấy đi, thả cho mau lên, mau thả cô ấy ra. Anh Bảo, em làm tất cả mọi thứ cũng chỉ muốn giành lại anh thôi. Em có gì không bằng cô Quyên đó, mà tới chết anh vẫn yêu cô. Anh nói cho em nghe đi, cùng ta cũng không tin về tình yêu của anh. Chết ra! Mày làm gì vậy? Anh đang trốn lịch truy nã. Cần gì xài nhiều tiền như vậy? Lấy một người chồng không yêu thương thật lòng, gian dối cổ, thì cuộc hôn nhân này người đau khổ nhất chính là Châu Bắc à. Tôi tha thứ cho Vũ, vì suy cho cùng những lỗi lầm đó là do ba tôi gây ra trước đó. Ở trong tù chúng ba mình cũng đã hối hận vì những lỗi lầm đã gây ra cho Vũ. Mẹ, chúc mừng em, bắt đầu một chặng đường mới. Anh sẽ cố gắng làm hết sức để thay ba chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho dì già. Còn Nhi, em có ai đứa kìa? Chị này cứ chọc em hoài. Chính thức hẹn hò rồi, còn mắc cỡ hả? Rồi khi nào á mẹ em làm quan á, là em sẽ làm đại diện miễn phí cho Nguyên cái bánh xày này luôn. Nè, bớt đi, bớt mơ hoa hậu đi. Mới thì rớt cái bịch đây, giờ đòi thi nữa. Nhan sắc của con vậy mà không được hoa hậu hoa khôi á hả? Thì lãng phí cái cuộc đời này lắm.